Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Xin chào mọi người. Hôm nay thì em lại trở lại với các cô chú anh chị em với một cái đề tài chia sẻ với các cô chú anh chị em về cái con chó Sù Bắc Hà. Nói chung là giải đáp một số những cái vấn đề. Cuối năm thì cũng bận bịu quá cho nên là cũng không thể nào mà sát sao với cả làm nhiều video như đã hứa cho các cô chú anh chị em xem và cũng như là tư vấn bán hàng cho mọi người được đầy đủ được. Đấy. Đây để từ từ để em ra chỗ chạy chó đã. Chạy chó thì nó cũng hơi ồn nhá. Các cô chú anh chị em cũng thông cảm. Rồi, quay lại với toàn thể các cô chú anh chị em với cái đề tài về cái con chó Sù Bắc Hà. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị em nhé. Hôm qua thì cũng có một người anh ở Hà Nội cũng mua chó của em cũng rất lâu rồi. Thì anh ấy cũng em cũng đã mua bán và trao đổi với anh ấy một con chó. Ui dồi ôi, cái bọn này phá đất à. Mua bán trao đổi với anh ấy một con chó. Đấy thì anh cũng có hỏi một câu mà hôm nay em cũng chợt gọi là nhớ để làm một cái đề tài cho các cô chú anh chị em hiểu hơn về các giống chó, về cái giống chó Sù Bắc Hà này. Thì anh ấy cũng có hỏi em một câu là thế cái con chó mà Tú bán cho anh có phải là ở trại chó của Tú hay không, đấy, hay là ở một cái trại nào khác. Thì cái này đây là một cái đề tài, giống như một cái đề tài và em chia sẻ cái video này luôn cho các cô chú anh chị em khi mà mua chó ở trại chó Sù Bắc Hà Lâm Đồng về thì mọi người nuôi như thế nào thì em cũng không biết được. Đấy, nhưng mà cam kết và cam đoan với các cô chú anh chị em là trại chó Sù Bắc Hà ở Lâm Đồng là chuyển chó cho các cô chú anh chị em là từ Lâm Đồng, mất cước từ Lâm Đồng. Đấy. Chứ không có một cái chỗ nào cả. Đấy. Còn về cái việc ấy mà nói chung là anh cũng bảo là cái con chó này nó giống một số những cái con chó ở ngoài khu vực phía Bắc, thì em xác nhận với các cô chú anh chị em là thế này, chia sẻ luôn. Đó là chó Bắc Hà nguồn gốc xuất xứ là ở Lào Cai, thì không thể nào mà chó Bắc Hà lại có nguồn gốc xuất xứ ở Sài Gòn hay ở miền Tây hay ở Tây Nguyên được, hay ở miền Trung được. Đấy, tất cả những cái con chó Sù Bắc Hà ở trong trại chó Sù Bắc Hà Lâm Đồng, ở trại chó của em đây. Đấy. Thì tất cả xuất xứ là 100% là ở phía Bắc. Đấy. Những cái giống cái anh em trao đổi máu, những cái giống đực anh em trao đổi máu và những cái giống đực mà mình sưu tầm được từ ngày xưa mà mình phát triển và lưu giữ nguồn gen thì tất cả là ngoài Bắc hết. Đấy. Và các anh chị em, các cô chú, cô dì, chú bác đam mê dòng chó Sù Bắc Hà này ở ngoài Bắc thì người ta cũng sưu tầm, các trại ngoài Bắc người ta cũng sưu tầm ở trên Bắc Hà, Lào Cai. Cũng có người lâu năm như em. Em thì xuất phát từ năm 2009, báo cáo với các cô chú anh chị em là như thế. Đấy, thì người ta cũng lâu năm như em và người ta cũng sưu tầm như em. Và em cũng trao đổi buôn bán ở ngoài Bắc. Đấy, thì cái nguồn gen và con giống của em là 100% từ ở ngoài Bắc hết. Cho nên là cái việc mà có nhìn con chó nó giống nhau và có nhìn cái con chó nó giống gen của con mẹ hay giống gen của con bố, đấy là cái chuyện bình thường. Nói chung là do chúng ta định hình, kiểu hình và kiểu dạng. Đấy, mọi người đi khoảng tầm 10 trại thì trong đó có khoảng tầm 6 đến 7 trại là nó sẽ có kiểu hình và kiểu dạng na ná giống nhau đến 80 đến 90%. Chị em chưa nhắc đến một số là tuyệt đối là 100%. Đấy, thì các cô chú anh chị em cũng phải hiểu như vậy. Ví dụ như cái con cọc con này này, mọi người nhìn đi trại khác, mọi người nhìn bảo ô cái con cọc nhà Tú sao giống con cọc nhà này thế nhỉ, nó cũng có kiểu hình kiểu dạng thế. Thì nó thuần chủng kiểu gen thì nó sẽ có những cái kiểu hình như vậy. Đấy, và một số những cái con khác như là em nói thẳng ấy, trao đổi giống cái. Đấy, giống đực thì ở dòng nhà em ấy thì em chỉ dùng 5 dòng đực. Đấy, thứ nhất là dòng đực của tôm.
Thứ hai là dòng đực gấu 01, gấu 02 và gấu 03 và gấu 04. Đấy, những cái con đấy là tiền bản nề. Những cái con đó nó có, sẽ có những cái nguồn gen ở ngoài Bắc như là của anh Thắng Ngô Đồng. Đấy, dòng chum. Đấy, và một số những cái dòng cái để lưu giữ lại cũng thuộc dòng chum nhà anh Thắng Ngô Đồng này. Rồi là thuộc dòng nhà anh Hoàng Quốc Việt này. Những cái giống cái trắng nhưng mà đúc đỏ, đúc đỏ ra khung gọng to để lại đỏ. Tại vì em thì em lại dòng chó Su Bắc Hà thì em lấy nền tảng là cái con chó đỏ, nâu đỏ, đỏ sô-cô-la và đỏ sẫm. Nhưng hiện nay thì toàn là đỏ sẫm và đỏ sô-cô-la hết. Em lọc dần hết chứ không có màu nâu đỏ nữa rồi. Đấy. Với cả một số những cái chỗ khác. Đấy, như một số những các cô chú anh chị em cũng biết này. Đấy, như là anh Cường Anh Phạm này, anh Trường Nguyễn này, rồi là một số những anh em khác nữa. Đấy, anh Huy Trọng, rồi là anh Trần Huy, rồi các kiểu thể loại. Anh em giao lưu chia sẻ lẫn nhau. Có, nhưng mà em nạp rất là nhiều những giống cái nhá. Em nạp rất là nhiều những giống cái. Đấy, tại vì giống cái là một cái giống nó cực kỳ khó để mà ghép phối, để mà ra những dòng ép khác nhau. Kể cả dòng đực, dòng đực thì nó dễ hơn. Tại vì dòng cái để chọn được những cái con như thế thì nó cực kỳ là khó. Ngoài cái việc khó, nó lại có một cái việc cực kỳ là khó nữa. Đó là cái việc tạo và ghép phối với giống đực. Đấy, có nhiều con ghép với con đực này thì nó không đạt. Nhưng nhiều con ghép với con đực kia thì nó lại đạt. Đấy, cho nên là phối chéo liên tục. Đấy, để cho nó ra cái thành quả. Đấy, cho nên là cái việc mà giống một số những cái trại ở ngoài phía Bắc có kiểu hình kiểu dạng ăn gen con bố hoặc ăn gen con mẹ thì cái điều đó là chuyện bình thường. Em nói thẳng với các cô chú anh chị em đấy, cả chia sẻ như thế luôn. Đấy. Và cái việc mà trại chó ở ngoài Bắc có những cái con có những cái kiểu hình và kiểu dạng giống như ở trại chó của em thì em cũng giao lưu chia sẻ với những anh em ở ngoài đó. Đấy, em cũng không giấu giếm làm gì, nhưng mà em không nhận cái thành quả đó tại vì bán cho người ta rồi là thôi. Quan điểm của em là thế. Người ta nuôi đẹp hay người ta nuôi xấu hay người ta nuôi có thành quả, đó là thành quả của người ta. Còn người ta đã trả tiền mình bằng tiền rồi. Người ta muốn nói con giống đó là của người ta hay là của ai đó hay là thành phẩm của người ta, đó là cái chuyện của người ta. Tại vì người ta trả tiền mình rồi. Nuôi được một con chó từ lúc bé cho đến lúc nó lớn để trưởng thành mà nó đẹp, mà nó huyền thoại như một cái con tôm ở trong trại của em hay một con gấu ở trại của em thì nó là một cái vấn đề cực kỳ khó. Đó là cả tâm huyết, đó là cả tấm lòng và cả cái sự đam mê nhiệt huyết của các cô chú anh chị em. Chứ không phải ai cũng làm được điều đó. Đó là công sức của mọi người. Mọi người có thể nhận, chứ em không thể cướp được. Em phải ui rồi ông này nuôi đẹp như thế là do tôi đây này. Không có. Không phải cái điều đấy được đâu các cô chú anh chị em ạ. Cho nên là em cũng không phải cái thể loại người mà mặt trơ chán bóng mà nhận con này đòi chui ra mà nhận để làm điều đó được. Đấy, cho nên là mong các cô chú anh chị em thông cảm về điều này. Đấy. Rồi, đấy nhá các cô chú anh chị em nhá, đừng có hỏi bảo là ôi rồi ơi sao lại nuôi chó sao lại giống một số con chó này, một số con chó kia. Đấy, nhưng mà em cam đoan và cam kết với các cô chú anh chị em, chó của em bán cho các cô chú anh chị em nuôi lớn lên chỉ có đẹp. Thẳng thắn như thế, không có nào xấu đâu. Mọi người cứ nuôi mà xem, kể cả những cái con tứ mục hay những con đốm hay những con lem chân các kiểu ngày xưa bán cho các cô chú anh chị em với cái giá rẻ. Đều đẹp cả. Em cam đoan và cam kết 100% là như thế. Không có con nào xấu đâu. Cho nên là các cô chú anh chị em cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan và thực tế hơn để cho cái thú chơi của nó công bằng, lịch sự và văn minh hơn. Đấy. Đây như những cái con cọc này. Như những cái con cọc con này. Đấy, nhiều người hỏi bảo là sao Tú lại cứ nói cọc của Tú là cọc Hà Giang thì nó mới chuẩn. Thì thật sự anh em nào chơi mà cọc mà tâm huyết người ta phải nói là cọc Hà Giang mới là cọc chuẩn. Cọc lên tai tự nhiên. Đấy, còn cọc ở một số các vùng khác nó đã lai với những con chó khác rồi. Nó rất là to, rất là bệ vệ. Nhưng mà thực chất là nó không lên tai được. Còn con cọc Hà Giang ấy, thể hình thể trạng của nó ở một mức độ gọi là trung bình. Và nó là một cái con cọc rất là nhanh nhẹn và tinh khôn. Đấy, thể hình thể trạng của nó ấy, 38 ngày tuổi, tai lên căng đét này, đẹt này, đẹt luôn. Bây giờ được 40 mấy ngày đây này. Đấy. Có cần phải băng dính băng dán không? Nên mọi người này, nhìn mà băng dính băng dán là cái tai á, chọc lóc không có tí lông nào luôn. Đấy. Tai nó phải xoay như là camera thế này này, xoay như cái chảo ấy, chảo bắt sóng ấy, chứ không phải là dán xong rồi tai cứ đờ cứng thế này, không có cụp được đâu. Tai kia nó cụp thế này, xuống thế này, xoay thế này. Đấy. Đấy mới là những cái con cọc.
Còn chó Bắc Hà hiện nay ở trong trại của em ấy thì có hai thể loại, một thể loại từ 2 đến 3 tháng và một thể loại từ 4 tháng cho đến 6 tháng. Đấy, hiện nay thì 4 tháng đến 6 tháng thì chó đực thì hơi bị khan hiếm và hết. Còn chỉ còn chó cái thôi. Đấy, một số những anh em thì em tư vấn ấy, thì mọi người mua đực nhiều quá. Hôm nọ đấy cũng gọi là cũng khoe khoang với các cô chú anh chị em trên video là cũng xuất 11 con xù, nhưng mà loại nhỏ nhỏ này thôi, loại 60 năm đến 70 năm ngày tuổi. Đấy, cho hội mô tô ở dưới Thủ Đức, Sài Gòn. Đấy, mua 11 con, 11 người. Đấy, lên bắt từ sáng sớm luôn. Đấy, mua toàn đực thôi. Đấy, mọi người lên được sờ, được xem, được nhìn. Thích lắm. Đấy, nói chung mà mua bán mà có người các kiểu thì đến tận trại thì nó dễ lắm các cô chú anh chị em ạ. Thứ nhất là dễ nói chuyện, dễ ăn nói. Thứ hai là người nhìn thấy, sờ thấy, nói chung là chả có gì mà phải không bằng lòng hết. Chó nó ở đây, nó đẹp là nó đẹp mà nó xấu là nó xấu. Cho nên là cái việc nói chung là bảo hành mấy anh ấy còn chả muốn bảo hành. Bảo là anh nhìn thì thế này, nó khỏe mạnh thế này. Bảo không, cứ về nó có vấn đề gì thế nọ thế kia thì cứ báo em thế nọ thế kia. Nhưng đến tận nay thì nói chung là cũng hơn một tuần rồi, chả có vấn đề gì. Ai cũng phản hồi cực kỳ là tốt. Đấy, tại vì như em hôm nọ em phân tích ở cái video trước, đó là cái việc tiêm vaccine. Hiện nay thì cái giá vaccine của nó cũng đang cao, cho nên là một số những các cô chú anh chị em người ta cũng lười không tiêm. Một phần là do kinh phí, mà chế độ ăn uống của bọn này thì nó ăn nhiều quá, cho nên là nó cũng không ấy được. Đó, thì các cô chú anh chị em đó thì cũng gọi là nói chung cũng lấp liếm một tí. Đấy, cho nên là về cái vấn đề sức khỏe thì người ta không bảo hành được lâu dài cho các cô chú anh chị em thôi. Đó. Đấy, còn ở đây thì từ trước đến giờ thì em bán cho các cô chú anh chị em là hàng F2, F3 là chủ yếu. Nhưng mà năm nay, ấy, riêng năm nay thì ở những cái trại kia thì em đã bán hết rồi. Đấy, cho nên là em không thể nào mà duy trì được gọi là những cái con giống hay những cái tiền nhiệm để em sáng tạo hơn nữa. Tại vì bắt buộc phải về phun chuồng luôn mà. Đấy, thì em không giữ lại những cái vấn đề như này F1, F2, F3 nữa. Mà chủ yếu tập trung, bây giờ hàng F4 là nhiều. Còn hàng F5 ấy thì giới thiệu với các cô chú anh chị em thì nó chỉ có một phần nào đó thôi. Nó chỉ có khoảng tầm 20-30% thôi. Còn F4 là nhiều. Đấy. Rồi, cái vấn đề đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai nhé. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà muốn chia sẻ với các cô chú anh chị em là hiện nay ấy, cái vấn đề mà cái con chó của các cô chú anh chị em đổi mùa, giao mùa, nó hay bị ốm vặt, hay bị ốm linh tinh. Đấy, thì làm thế này, một số những các cô chú anh chị em hỏi em bởi làm thế nào để khắc phục và tú. Thì cái này thứ nhất là khi mà đổi mùa ấy, đổi mùa nóng sang mùa lạnh thì các cô chú anh chị em phải giữ ấm cho con chó. Đấy, còn cái việc mà đổi mùa lạnh sang mùa nóng thì các cô chú anh chị em làm sao cho con chó nó cân bằng được, điều hòa cơ thể. Đấy, tự nhiên đang lạnh đột ngột chuyển sang nóng đột ngột, hoặc là tự nhiên đang nóng đột ngột chuyển sang lạnh đột ngột, con chó nó rất dễ bị sốc. Giống như chúng ta đổi mùa ấy, hắt hơi, sỏ mũi, nhức đầu, đó là con người. Thì con chó nó cũng như vậy thôi. Nó cũng có một số những cái loại bệnh thông dụng trên con chó mà mùa nào nó cũng gặp. Đấy, hoặc là đấy là lúc nó khoảng tầm 1 tuổi đổ lại thôi. Còn trên 1 tuổi mà khi vaccine đã ngấm và nói chung nó đã sống thành công và nó đã ok, đấy, to khỏe thì nó cũng chỉ xì thôi. Còn tự cái cơ thể của nó sẽ đề kháng. Đó, thì nó chỉ xảy ra vấn đề là nó hắt hơi, sỏ mũi, nó cũng ho. Đấy, nó cũng có dịch mũi, nó cũng sổ mũi, nó cũng có dịch mũi đàng hoàng. Chứ nó không phải là không có đâu nhá. Đấy, rồi nó là bị đường hô hấp này, rồi bị họng này, bị mũi này. Đấy, thì chúng ta cứ mua thuốc chúng ta tiêm thôi. Các cô chú anh chị em nào nuôi chuyên sâu mọi người nên tìm hiểu một tí. Hoặc là nuôi đấy mà chúng ta không cần dùng đến thú y thì chúng ta nên tìm hiểu một xíu. Rất là dễ. Đấy, kể cả việc bắt ven cho con chó này, tiêm dưới da hay tiêm bắp. Đấy, hôm nào thì em sẽ làm một cái video cho các cô chú anh chị em. Đấy, đây này, để em quay cho các cô chú anh chị em một con cộc đực, bố của con cộc vàng này, con cộc vàng cái này, và con cộc trắng lưỡi thép đực này. Đấy, con này lưỡi thép này, con này độc đáo đấy. Hai con này thì cực kỳ tinh khôn. Đấy, đẹp lắm. Nói chung là anh chị em đã hỏi nhưng mà chưa được giá. Nói thật các cô chú anh chị em chưa nuôi được cái hàng cộc VIP, cho nên là mọi người còn đắn đo. Đấy, nhưng mà nói chung là đây là hàng bán cho các cô chú anh chị em nào tâm huyết và làm
nói chung là người ta biết chơi đến cái tính chất và bản chất của con cọc đấy, chứ không phải là chơi để mua để thí thế nọ thế kia. Đúc được những cái con cọc nó chuẩn gen, chuẩn nguồn gốc, nó vẫn phải là những cái con nó có giá trị chứ không phải là không. Nói về giá trị chứ nó cũng chỉ nhỉnh cái bọn này xíu, một xíu 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 thôi. Đây, lưỡi thép này. Lưỡi thép như thế này mà mọi người bảo là 1,5 triệu thì em nói thật với các cô chú anh chị em, đuôi không cắt đâu nha. Đuôi này đuôi xịn đấy. Xịn xì xin đấy. Bố mẹ thép đồng hoàng đấy. Chứ không phải đùa đâu. Không đùa được đâu. Hai con này là từ hai đàn khác nhau nha, chứ không phải một đàn đâu nha. Đấy. Cùng một bố nhưng mà hai mẹ. Đấy. Cùng cha khác mẹ đấy. Con này một mẹ này, con này một mẹ này. Nhưng mà bố nó là cái con cọc đen vừa nãy đấy, con cọc tịt đen vừa nãy đây này. Nó chạy xuống đây đây. Con này tên là Báo nha, con này tên là Báo đen. Báo 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 báo. Đấy, con bố nó ngày xưa 28 ngày tuổi, tai lên đẹp luôn. Chân tay thì phải nói là thôi rồi lượm ơi luôn. To như con Báo đen. Báo 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 báo. Chạy vào đây, chạy vào đây. Tu 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 tu. Đấy, bùa nó đấy. Đấy, còn to như các cụ tiếng chèm. Đấy, nó đang chạy ra đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, nó đây này. Đấy, nó xịn như thế này, cọc nó phải chất, nó phải xịn như này. Con này cọc tịt. Báo báo báo. Quay mặt ra đây xem nào. Đấy. Cái mặt của nó đúng như con báo luôn. Con này thì được 2 tuổi nhá các cô chú anh chị em. Đấy. 2 tuổi, lưỡi đốm 80%, 90%. Chân tay này, ngồi ghê chưa? Đứng này. Cọc nó phải thế này chứ, nhiều đầu thủ nó phải thế này chứ. Đấy, con cọc nó phải đầu thủ thế này. Con cọc nó phải đầu thủ nó ok như thế này. Đấy, em zoom quay cho các cô chú xem nó từ xa, thằng con này nó ngại quay. Đấy, đúng răng đứng miếng tre luôn. Cọc nó toàn chơi mới xù không. Đấy, bọn này thì nói chung là đợt tới thì em sẽ lấy một số những anh em ở ngoài Bắc. Đấy, lấy lại những cái con cọc. Đấy, con nó này. Đấy. Con nó này. Đấy. Quả thủ của con cọc trắng thép này ghê không? Đấy, con này cũng thế. Xù. Nói chung các cô chú anh chị em mua hàng thì liên hệ với em qua số là 0378 585 785. Đấy, để được biết thêm chi tiết nhá. Zalo của em số đó, nếu mọi người không gọi được điện nhá. Thì Zalo của em cũng qua số là 0378 585 785. Đấy, mọi người gọi để được biết thêm chi tiết nhá. Đấy, còn các cô chú anh chị em muốn chia sẻ những cái vấn đề gì đấy, thì cứ nhắn tin cho em. Đấy, nói chung là gần Tết rồi thì ai cũng bận rộn. Năm nay một kinh tế nó cũng khó khăn cho nên là cũng Tết nhất ông cày tối mặt tối mũi đây này. Đấy, cũng cả tuần mấy hôm đấy trồng cây trồng cối các kiểu đây. Đấy, nắp bếp nắp miếc nó cũng không có thời gian. Đấy, cũng một mình cũng lần mò các kiểu thể loại thế nọ thế kia cho nên là mong các cô chú anh chị em cũng thông cảm nhá. Đấy, còn điện thoại thì em có 3 cái. Đấy, một cái thì sử dụng để làm ăn một việc, một cái sử dụng làm ăn việc khác và một cái thì để cho gia đình. Đấy, thì nói chung là cũng có để ở trên xe ô tô hoặc là để ở nhà. Đấy, trong lúc làm việc thì nói chung là điện thoại nó to nó cấn, không thể nào mà mang đi được cho nên là mong các cô chú anh chị em thông cảm đến cái điều này. Đấy, còn rảnh thì em sẽ lại tiếp tục chia sẻ với các cô chú anh chị em sau về cái vấn đề. Nhiều các cô chú anh chị em cũng bảo là chia sẻ về cái vấn đề mà gọi là đất đai, sầu riêng, sầu đồ các kiểu ở khu vực để tham khảo, để mua bán thế nọ thế kia. Thì cái này thì nói chung là để lúc nào em kỹ càng hơn. Tại vì em chưa có bất động đất hay bất động sản tẹo nào cho nên là chưa biết được. Đấy, gặp bố nó này. Đấy, con cọc nó gặp bố nó mừng này. Mày ấy, màu ngại đấy.
ngại quay đấy. Đầu tròn go luôn. Đài tiếc. Đấy, mọi người nhìn thấy cái điều gì nó khác biệt? Khác biệt ở cái con cọc này của em không? Đầu thủ tròn. Đấy, mõm to nhưng mà hơi thắt. Đấy, từ đỉnh trán xuống đầu mũi của nó vẫn không bao giờ nó như nó bị rô đầu nhá. Nó không bao giờ nó bị rô đầu và nó không bao giờ nó bị gọi là nó bị gãy mạch nhá. Nó vẫn thuôn. Đấy, đặc điểm của con chó của bản địa của Việt Nam là thế đấy, chứ không phải là một số những con cọc đầu thủ rất là to, đầu thủ rất là kinh đấy, nhưng mà rút cuộc lại là đầu thì rô đấy, to thật đấy, nhưng mà lai rút quay lơ hết à đấy. Không phải bảo là mình chơi chuẩn hay là mình chơi thế nọ mình chơi thế kia, nhưng mà chơi cái gì nó phải tìm hiểu sâu, tìm hiểu xa, chơi thế nào cho nó đỉnh. Em cũng vấp ngã rất nhiều về cọc luôn và rất nhiều về xù luôn, và được để đến như bây giờ chẳng nhẽ lại bán cho các cô chú anh chị em những cái con chó hàng lởm, hàng kém chất lượng thì mọi người chửi cho vào mặt. Mọi người bảo mẹ thằng này, mày chơi quảng cáo thì đéo nào, chơi từ năm 2009 đến giờ mà bán những cái con cọc đẻo, bán những cái con xù đẻo cho tao thế nọ thế kia. Đấy, thì các cô chú anh chị em cứ thẩm chứ không phải là mồm nói là được. Còn về riêng về cái chế độ mà bảo hành bảo qué thì bảo hành cho các cú chú anh chị em. Đấy, đến nói chung là nói như thế nào bảo hành y đúc như thế. Nói được thì bảo hành được. Đấy, chứ không có linh tinh. Đấy, nhiều các cú chú anh chị em mọi người bán giống cái cho các cú chú anh chị em về. Đấy, mọi người không ok, mọi người có thể đổi. Đấy. Chết trong vòng tầm tháng đó đổi chó. Hoặc lấy lại tiền, chuyển khoản rẹt rẹt, đổi lại chó, ok, rẹt rẹt hết. Đấy. Bảo hành thế chứ còn bảo hành thế nào cho các cụ chú anh chị em nữa. Mà mọi người phải trách móc em nhiều thứ. Đấy. Đây. Đấy, con này chủ thủ lại đấy. Thủ lại để gia đình, để công việc, vợ đẻ. Gửi lại, bán lại nhá. Anh em nào lại ok con này thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Đây là một con cái VIP này, dòng F4 này. Đấy. 3 tháng. Đấy. Các cô chú anh chị em nào ấy chưa được 3 tháng đâu. Đây này, chưa được 3 tháng. Uầy. Cắn nhau thế nhỉ? Con này. Tha cho mày một cái. Con này nó rơi vào 80, gần 80 ngày tuổi. Con này phải xem sổ lại. Gần 3 tháng. Các cô chú anh chị em nào hứng thú thì cứ alo nhắn tin trực tiếp cho em. Đây, những bọn này đây, chất lông chất nước của cháu nó đây. Đấy. Chơi bẩn tự nhiên lông nó xù lên. Chứ không phải là mạch mũi đây. Đấy, mạch mũi. Hàng này thì không bán đâu. Đây. Tôm mì đây. Vợ của em tôm đây. Đây một con cái F4 này. Các cô chú anh chị em nào sơi thì ấy, con này khí mềm. Con này thì nó rơi vào khoảng tầm 4 tháng rưỡi, 5 tháng đang thay lông. Còn con đực này thì không bán nhé. Con đực này vẫn để chế độ nhân giống màu cổ hoài niệm đấy. Con này được 9 tháng. Đây là một cái này. Cái ở đây vẫn giữ lại một con cái già đây. Mấy con này là con cái 4-5 tháng này. Con này là 5 tháng này. Đây con này là 4 tháng này. Được giá thì vẫn lên đường nhé các cô chú anh chị em. Báo.
Phải chưa? Phải chưa? Nó vào chuồng mà phải bảo này. Cắn nó này. Yeah. Thằng bạn nick này. Chó, mày cứ nói phét chó làm sao uống sữa Ensure này. Nhưng mà quý nó, nuôi nó cho ra con nó chất lượng. Một thùng này là 1 triệu nhé. Nhưng mà giảm người ta lấy một thùng người ta giảm 50.000 là còn 950.000. Đấy. Trước khi thùng này mua về là nó đã uống hết 2 lốc rồi, 2 lốc lẻ rồi. Một thùng của 4 lốc. Đấy, nó uống hết 2 lốc lẻ rồi đấy. Đây, đây. Em mở ra cho các cú chiến chiêm xem nhé. Ông lại bảo là Tú lại bỏ toàn nước vào nó quay video. Đây, sữa là nói chung là chiều các cú chiến chiêm chiều như chiều vong chiều tà luôn. Nói thì không tin à. Chó mà được uống cái loại sữa này thì sữa mẹ của nó với cả con nó bú vào thì mọi người biết là nó mập đến cỡ nào rồi đấy. Đấy. Uống những cái loại sữa như thế này mà mọi người cứ đòi mua chó 2-3 triệu bạc thì làm sao mà nổi được. Làm sao mà nổi chịu được. Một con nó từ hôm đẻ cho đến hôm nay em quay cho các cô chú anh chị em. Con này là hầu như là nó bé nhất này. Mà nó như thế này rất là mọc luôn à, nhìn những con này này. Ui dồi ôi. Rất là mập. Cáo bỏ ở đây lúc nào thích ăn thì ăn. Đấy, còn đâu thì uống sữa, ăn cơm. Đấy, mấy hôm nữa để cho hết cữ 2 tuần này tắm cho nó để cho nó sạch sẽ. Tắm cho nó sạch sẽ thì con nó cũng sẽ sạch. Cứ mỗi một lần đẻ này, cơ địa thay đổi này, nó sẽ chui, nó sẽ chọc một chỗ, nó sẽ sần một chỗ đây này. Đấy, đánh hết một chai luôn. Mà uống cái sữa Ensure này mọi người biết rồi. Loại này thì rất là giàu vitamin, dành cho những cái người mà mới phẫu thuật rồi là không ăn được bằng ấy, đút ống bằng mũi đấy. Đấy, bao nhiêu chất dinh dưỡng. Đấy. Rồi, em xin chào gặp lại các cụ chú anh chị em video clip tiếp theo nhá. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người nhá.